Nó bây giờ nó không tử khi sợ dế này dế dế hạt giống theo dế ở dế vào
lay shadowing on it. ก็ตัวเกิดตัวท้องเกิดตัวช้างเจ็บปวดเลยเนาะเท่เฮ้ยเจ็บปวดช้างนอนช้างตาเนาะเกิดตัวช้างเจ็บช้างนอนเจ็บเฮ้ยมันอุ่นเลยเนาะ Itu buat sana. Kenari nanti dia. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. What you can do is นานแล้วเราเลยนะเจ้คนเจนจิตานอนยิ่งวะเนี่ย cho nào cho mỏ nó chỉ cho chỉ tá nó có té xíu nhua thì tôi không có nữa ok Okay, so what's that done, huh? You know, now look at John and the more it's a car, you know, so we can honor. Yeah, don't want to have a check. Okay. Sun ho no che.
Okay, hopefully. Oh, good job. Fried up more. Tender. Yep. 21. Huh? 21. Try one? Yeah. Wow. That's gotta be good. Okay. You know, you have a. Chào quý vị chào lần này đấy, chúng ta mà okay. This is how your meat is supposed to look like, okay? Muab tới mong gai, okay? Hey. Ah, you don't want the temperature. Not too close. Okay.
我们给它呢。 Very good. Cilantro, green onion, and then stir. Haha. Cooking away. The noise is up here, isn't it? Yeah, it's all good sauce. So you will, Come on, you put the skin in there too? Yep. My God. So you want to eat, you just hold the skin. Hey. That's it. And don't cry. The whole cutter, what's that? That we do more. Mun thịt tớ yếu với mua cho đâu hậu à lúc pressure cooker còn nó mua như thế đấy nên nó chỉ soup thế này chỉ yêu cho bộ đồ đó này thế thì mua cơ đồ có cho nó bói mà cho ý hết đồ có cá thì có yết cilantro onion. Okay. And then got to do not shit, eh? Well, okay. Good. Hello.
Của quả ía thế, bắt xa cho bảo sụp nữa, bây giờ sụp cái ía này. Đấy, thế lúc này đây, cái phê đấy. Good. Thế là, chỗ ngay và ác trì, cái nà, hô xe, nà hông tử hô xe chế thế và chí lử. Cho nó giờ cho qua sụp nữa, cho qua ía. Mà nó lại đây ư ở lưng nó sẽ chỉ ư nó đi nó sẽ đây. All right. Nó chào học có súp nè. Qua tàu nà. Tàu nà. Thế có tàu. Thế và tề. Mình có tàu nữa chứ. Tôi muốn nói thế, cho nó nhiều bớt xài vậy cho nó bớt sút hầu qua, yên đi nào, cá chấp là xin là nên gì cho nhiều học cho yên, nó là cho cá chép đấy, rồi có mua cho bắt xa lại ta đi nó nè, chỉ lại tao cho cá chép xuống nó cho là ăn, ăn no thì nó sẽ chỉ very good, chúng ta nó có chất lượng. Thế đấy. Đây phòng biết nó lắm. Nè. Ở đây. Ok. Almost went to my eye. Put another eye.
Here, Jen, we're going to go home, eh? Woohoo! God bless. So much in it. How's your squirrel? Good. Super good. Oh, yeah.